Vâng thân mến chào tất cả mọi người Hôm nay bên mình có về được 6 con đẩy bãi chạy mạch LA Trong tổng số 6 con đẩy này thì bao gồm có máy LA300 và LA400 Cái điều đặc biệt ở đây là cái độ đẹp của 6 con đẩy này Nó còn đạt gần như là mới tinh Và nguyên cái khâu đóng gói và vận chuyển về Việt Nam Nó cũng đã khác so với những cái đồ đẩy bãi thông thường Thông thường thì họ hay đóng 2-3 con đẩy và một cái thùng bìa cắt tông nhưng với cái đồ đẩy này cái độ đẹp của nó còn khá là cao nên bên kia họ cũng rất là cẩn thận họ đóng riêng từng con đẩy và sử dụng cái ly lông bọt khí để đóng cho nó đảm bảo về cái độ thẩm mỹ khi vận chuyển về Việt Nam chúng ta họ đóng riêng từng con nhé đó, thông thường thì họ hay đóng 2 đến 3 con vào một kiện và sử dụng là cái loại bìa cắt tông thôi ở đây thì họ rất là cẩn thận họ đóng bằng cái miếng ni lông bọt khí cái này thì nó rất là êm ở trên lóc của mỗi con đẩy này thì họ còn dán cái tem này là bằng chữ Trung Quốc khi chúng ta dịch ra thì nó là cái hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay, rất là cẩn thận Vì cái độ đẹp của cái lô này này nó gần như là mới tinh Trong cái lô này thì bao gồm có máy LA300 Đây hình thức mặt trước này, lát nữa thì mình sẽ móc hết ra Và giới thiệu về từng con, có cả LA300 và LA400 nhé Độ đẹp nó còn gần như là mới tinh Tổng số là có 6 con riêng cái khâu đóng gói và vận chuyển về Việt Nam chúng ta hàng bãi như thế này thì nó cẩn thận gần như là hàng mới rồi à, vâng và bây giờ thì mình sẽ bóc hết những cái túi nông ra và quay chi tiết về từng con để giới thiệu đến tất cả mọi người Vâng và trước mắt mọi người đây là những con đẩy mà mình đã bóc cái túi ni nông ra và chúng ta cùng đi xem về hình thức bên ngoài và các linh kiện bên trong của tổng số 6 con đẩy này trong tổng số 6 con đẩy này thì bao gồm có hai con đẩy là la 400 và có bốn con là la ba trăm ở đây là hình thức mặt trước mọi người thấy nó đẹp không đẹp gần như là mới tinh luôn Đó, tổng số là 6 con thì có hai con bên này là hai con la bốn trăm công suất là bốn trăm một kênh và có bốn con bên này là la ba trăm công suất là ba trăm một kênh đều sử dụng cái dòng máy là máy la về hình thức bên ngoài thì nó còn khá là đẹp đẹp gần như là mới tinh nhé ở đây thì thì thẳng có một số chỗ chảy xước nhẹ này thôi Cái này thì lau đi là hết này, cái này bẩn nó bán vào thôi cái còn lại thì còn khá là đẹp Đó. mặt trước này đây khu vực này là một cái miếng mica, mica màu đen này model là SZ 300 và trên này là một cái miếng nhôm điền khối được CNC rất là sắc nét à, mặt trước thì có hai cái tay sách để vận chuyển công tắc nguồn ở phía trước cái miếng miếng mica này nó bóng soi gương được Và hai chiếc áp chiếc áp này chiếc áp bi chiếc áp thì nhìn là rất là xịn sò này Đó, chiếc áp vặn chúng ta cầm nó có cái ma sát chúng ta cầm nó rất là bắt vào tay nhé vặn nó rất là êm chiếc áp bi hình thức bên ngoài gần như là mới tinh Rồi, rất là hiếm khi mà gặp được cái lô đẩy bãi mà nó đẹp như thế này Rồi, rất là hiếm gần như là không có đâu. số lượng thì cũng không có nhiều chỉ có 6 con thôi ở đây là hai con LA400. Mình sẽ quay thật là chi tiết về hình thức và các linh kiện bên trong. Độ đẹp của nó còn khá là cao. Cái này thì nó không quá thì nó gần đẹp đến trên 90 phần trong, khoảng 95%. Nó còn rất là đẹp. Ở phía bên trong thì nó cũng rất là sạch sẽ, bởi vì cái lô đẩy này thì chắc là họ sản xuất ra họ sử dụng rất là ít. Nó còn khá là đẹp model này là SRS 400 con này là LA 400 nhé Hình thức thì quá là đẹp rồi Tiếp theo thì mình sẽ quay về cái phần nội thất bên trong Ở đây là hai con LA 400 Máy LA thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta nhận ra ngay Nó không lẫn ở đâu được Nó khác hoàn toàn so với những cái dòng đẩy khác Công nghệ mạch A là công nghệ mạch của Mỹ và cái sản phẩm này được sản xuất tại Made in China, Trung Quốc đây, nắp nguồn này. con này thì dòng này thì nó vẫn sử dụng nguồn xuyến và cái nguồn của LA400 này thì nó nhỉnh hơn nó to hơn so với cái nguồn của cái LA300 và nguồn này thì chắc chắn là cuốn được dây đồng rồi Đó. ở trên này thì có ghi rõ là là A400 này. và đây là các quả tụ lọc nguồn cầu diode cầu diode được bắt ở trên cái tản nhiệt này cầu lán diốt tụ lọc nguồn với dung lượng tụ là 63V 10.000 microfarad tụ vẫn rất là đẹp nhé đẹp gần như là mới tinh máy này thì gần như là không dùng cũng có dùng nhưng mà nó rất là ít dùng rất là ít Và những cái bụi ở trên cái cánh quạt này chúng ta cái đẩy này mình về mình không cần phải vệ sinh nhé Nó cứ để thế này bán luôn cho mọi người thôi thậm chí còn không phải cần tháo lắp luôn ở đây thì mình chỉ tháo hai con ra để quay thôi thế còn những con bên dưới thì gần như là không phải tháo lắp luôn vì nó còn rất là đẹp à, cái quạt này chúng ta nếu mà nó chạy nhiều ấy, thì cái bụi nó bám rất nhiều ở trên những cái cánh quạt này nhưng ở đây mọi người thấy nó, nó gần như sạch tinh có tí ti bụi hạt nhỏ thôi nó bám ở trên cánh quạt này cái điều này thì nó chứng tỏ là nó chạy rất là ít con này thì nó sử dụng gần như là dùng lướt thôi bốn quả tụ này. tụ còn đẹp ở à, khu vực uh, dơ lê đóng mở cho hai uh, với công suất đóng mở ra loa cho hai với công suất các linh kiện thì sử dụng 100% trăm linh kiện cắm. Và đây là hai bên công suất nhé. Máy là 400 thì là nó có 16 sò. Này chúng ta sẽ đếm này. À 1 1 2 3 4 tương ứng với bốn con trở sứ này. Là bốn phía bên dưới nó 4 nó là 8. 28 16, hai vế là 16 sò. Còn đây là những con sò thúc tầng tiền khuếch đại linh kiện còn rất là đẹp gần như là mới tinh nguyên keo chân rắc và công suất của con này là đạt 400 mắt kênh với hai cả hai con đẩy này thì hai cái mã này thì chúng ta có thể thoải mái ghép với một cặp loa bát 30 từ 19 cùng 76 ở đây là cái mã là 400 và tiếp theo thì bên này là cái mã là a300 cái là a300 này thì nó chỉ nhỏ hơn cái phần biến áp này một chút thôi nó không nhiều nhé so với cái la 400 thì cái phần biến áp này nó nhỏ hơn một chút thôi chiều cao thì nó tương đương nhau nó chỉ nhỏ hơn về cái đường kính chiều ngang thôi và cái áp cấp của cái biến áp của cái 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 la 300 này thì cái áp cấp nó thấp hơn so với những cái la 400 à, tuy nhiên thì nó vẫn sử dụng cái tụ là 63v 10.000 microfarad tụ này thì bằng dung lượng tụ của bên kia của máy là A 400 và cùng hãng tụ hãng tụ dân cũng sử dụng bốn tụ này và tất cả các main công suất cũng như cái khối main nguồn thì nó đều giống nhau nó chỉ khác về mỗi cái biến áp nguồn và ở trên main công suất thì cái mạch tương đương nhau nhé mạch tương đương nhau các linh kiện giống hệt nhau nó chỉ thiếu ở đây là một con sò này là 400 thì nó sẽ là đi 16 sò còn là 300 thì chúng ta không tính cái sò là... là, sò thúc này nhé thì nó là 12 sò công suất là 300 mắt một kênh thì vẫn là đặt để đánh một cặp loa bát 30 từ 19 cung 16. Cái dòng máy LA này nó rất là khỏe và họ ghi công suất là công suất thực. Chứ với những cái hãng khác thì với cái phần nội thất như thế này thì họ có thể ghi lên đến tầm 6 700 W nhưng với máy LA thì họ cơ ghi công suất rất là thực. Với con máy LA 300 này thì mình cứ đảm bảo cho mọi người là đánh một cặp 30 càng đét luôn. chúng ta không dựa ở đâu mà chúng ta dựa vào cái phần dựa ngay vào cái phần áp cấp của cái biến áp này. Ra này. Nó bao nhiêu vôn thì chúng ta sẽ có thể là định đoạt được cái công suất của nó là đánh được cái loa gì chúng ta không để đếm sò làm cái gì cho nó mất thời gian vì công nghệ cao bây giờ thì sò nó không nó không không đánh giá về cái công suất nó không đưa ra được cái công suất lớn là nhỏ của một con men con đẩy và chúng ta phải dựa vào cái phần biến áp nguồn cấp ra từ cái biến áp này chúng ta sẽ đưa ra định mức được cái công suất để nó đánh được cái loa gì ghép với cái loa gì nó hợp lý cái tụ còn rất là đẹp con này thì cũng sử dụng là 4 tụ 63V 10.000 10 mi Ở đây là mình công suất Ở trên này thì cũng có một chút bụi này không đáng kể nhé Cái này bụi rất là mịn thôi Nó sử dụng rất là ít Các linh kiện sử dụng 100% là linh kiện cắm Ở đây là có tem Tem QC của hãng Con nào cũng có tem đầy đủ nhé Là 300 và là 400 thì đều có tem đây, đây là một vế công suất nữa còn đẹp gần như nó mới tinh rất hiếm khi mà gặp được cái lô đẩy bãi mà nó được đẹp như thế này đây, con nào cũng có tem này ở đây thì mình mỗi mã mình chỉ tháo ra một con thôi và tiếp theo thì sẽ là phía mặt sau và tất cả là dây nguồn là dây nguồn liền và đầy đủ các dây nguồn mọi người thấy mặt sau này nó sáng bóng luôn mặc dù là về nó không cần phải vệ sinh nó đã được đẹp như thế này rồi phía mặt sau thì nó giống với những con đẩy là bình thường bao gồm các cổng kết nối tín hiệu đầu vào bằng rắc uh, ca lông và đường link tín hiệu ra một con đẩy khác. Các lớp gạt chế độ 4 ôm, 8 ôm, lớp gạt tiếp mát, à, lớp gạt các chế độ độ nhạy tín hiệu đầu vào, à, lớp gạt để uh, cắt uh, giải cao để đánh súp, đánh nó súp vào trên uh, trực tiếp ở trên con đẩy này và các lớp gạt các chế độ bờ đai, mono, stereo, CD mã vạch của từng con này, con nào cũng đầy đủ CD nhé. Đó và mỗi con đẩy này thì nó sẽ có một cd khác nhau ở đây thì mọi người thấy này nó theo thứ tự luôn đấy cái lô đẩy này nó về đúng theo thứ tự luôn là chúng ta sẽ quan tâm đến cái số cuối nhé. số cuối của những cái cd này ba hai năm trên này là ba hai sáu này đó con bên dưới này là ba hai bảy ba hai bảy ba hai tám đó cái này thì nó về đúng trong một lô luôn đúng trong một lô cd luôn đấy hàng xịn nhé hàng xịn của LA nếu mà là hàng fake ấy, thì là nó sẽ là một loại CD thôi nó chỉ có một số thôi ở đây là theo thứ tự luôn đấy quạt này đây. dây nguồn là dây nguồn liền mặt sau còn khá là sạch đẹp ở đây là hai con LA 400 hai con này thì có CD là 329 và 330 đây cũng gần như là liền kề CD liền kề và phía sau thì bao gồm nó cũng có cổng kết nối như con LA300 thôi. cổng đầu vào này, đứng lên tín hiệu ra một con đẩy khác. Các đẩy gạt các chế độ như con LA300, CD mã vạch. Và các dòng đẩy này thì nó được sản xuất theo công nghệ của USA. Sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Nhà máy được uh, lắp ráp tại Made in China Trung Quốc. Cái dòng máy LA thì nó quá nổi tiếng rồi. Mình cũng không phải uh, giới thiệu nhiều về cái dòng mạch LA nữa nó nổi tiếng là chất âm hay và gọi là siêu lành siêu lành siêu bền rất ít khi bệnh mặt trước thì khá là đẹp đẹp xuất sắc và với những con đẩy này thì nó có mức giá cũng rất là tốt với con đẩy uh, mã là SZ300 máy là A300 thì bên mình đang bán với cái mức giá là 3 triệu 300 nghìn đồng giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho khách và với những con đẩy này thì bên mình cứ tự tin bảo hành cho mọi người là 2 năm với con đẩy này thì bên mình bảo hành là 2 năm nhé bảo hành còn hơn cả máy mới máy mới một số hãng thì chỉ bảo hành là một năm thôi Nhưng riêng với con đẩy này thì bên mình bảo hành cho khách sử dụng là 2 năm và cái vấn đề bảo hành thì bên mình có giấy cam kết có tem bảo hành chứ không phải nói là bảo hành mồm đó và với những con đẩy SZ-LA400 thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 3 triệu 800.000 đồng giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và cũng là bảo hành 25 nếu quý khách nào mà không nhận cái gói bảo hành 25 thì bên mình sẽ bớt đi mỗi con là 200.000 đồng là không bảo hành Đấy, vẫn bao ship nhưng không bảo hành à, cái, cái này thì sẽ dành cho tất cả các mã sản phẩm ở bên mình Đó, cái chương trình nếu mà không bảo hành quý khách không cần bảo hành thì sẽ giảm mỗi con đẩy là 200 Đó, nếu mà con là 400 này gói không bảo hành là 3 chỉ còn 3 triệu 6 thôi bao ship nếu mà bảo hành 2 năm là 3 triệu 8 thế với con là, là 300 này thì sẽ cũng đi bớt 200 không bảo hành thì sẽ là 3 triệu mốt bao ship nếu bảo hành 25 là 3 triệu 3 hình thức mặt trước thì còn đẹp gần như là mới tinh rồi với hai cả hai cái mã này thì cứ thoải mái để cho mọi người đánh một cặp bát 30 từ 19 76 hoặc là hai cặp loa bát 25 ở đây là cái thành máy này người thành máy này gần như là không có một vết gọi là han dỉ hay là bị oxy hóa nhé tất cả cũng quá là đẹp luôn đấy với những cái sản phẩm này chúng ta không những là chơi mà chúng ta còn sưu tầm sưu tầm ở đây là sưu tầm được cái đồ bãi mà nó đẹp gần như là mới tinh chúng ta bỏ tiền ra mua cái sản phẩm là hàng bãi nhưng được sở hữu và sử dụng cái máy là máy gần như là mới Vâng và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. À, quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng sản phẩm đẩy bãi LA này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688. Số điện thoại của bên mình có để ở bên góc tay phải của video. Nếu quý khách quan tâm đến cái sản phẩm này like, hoặc là những sản phẩm về âm thanh karaoke thì có thể liên hệ bên mình có số điện thoại đó. Hoặc quý khách có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem về những cái sản phẩm âm thanh. À, vâng và xin cảm ơn tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo